Sáng nay 21 tháng 8, Bộ Y tế cho biết chưa ghi nhận thêm ca bệnh COVID-19 mới. Tổng số bệnh nhân cả nước ghi nhận từ đầu mùa dịch đang là 1.007 ca, trong đó có 666 ca lây nhiễm trong nước. Đặc biệt, từ ngày 25 tháng 7 đến nay, ghi nhận 525 ca bệnh. Bộ Y tế cũng cho hay, trong số trên đã có 542 bệnh nhân đã được điều trị khỏi. Hiện tại, các bệnh viện còn 114 người đã có từ 1 đến 3 kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 sẽ được ra viện trong thời gian sớm tới đây. Ngày 20 tháng 8, Cơ quan Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Võ Tiến Hùng, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một Thành viên Thoát nước Hà Nội. Cùng ngày, Cơ quan Điều tra đã ra lệnh bắt tạm giam đối với ông Hùng để điều tra về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí theo Điều 219 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Hành vi sai phạm của ông Hùng có liên quan đến việc mua độc quyền chế phẩm Redoxy 3C để xử lý các hồ ô nhiễm trên địa bàn thành phố. Ngoài ra, ông Võ Tiến Hùng còn bị điều tra trong vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan. Ngày 20 tháng 8, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Hà Nội rà soát tạm dừng các dự án trong khu vực quy hoạch mở rộng sân bay quốc tế Nội Bài để tránh lãng phí về đầu tư xây dựng, thuận lợi trong nghiên cứu quy hoạch cảng hàng không quốc tế Nội Bài giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo Bộ Giao thông Vận tải, hiện nay có một số dự án nằm trong ranh giới nghiên cứu quy hoạch sân bay, song đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cấp phép đầu tư chuẩn bị khởi công, như dự án xây dựng nhà ga hàng hóa ALS, khu khách sạn hàng không, dịch vụ thương mại. Do đó, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội rà soát và chỉ đạo các chủ đầu tư tạm dừng các dự án nằm trong khu vực nghiên cứu quy hoạch. Từ đề xuất của tỉnh Đắk Lắk và căn cứ vào tình hình thực tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất sẽ tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 2 vào cuối tháng 8 năm 2020. Tuy nhiên, việc này đang phải cân nhắc đến diễn biến của dịch bệnh, vì kỳ thi sẽ chỉ có thể tổ chức khi an toàn cho thí sinh. Theo số liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có 26.014 thí sinh sẽ dự thi đợt 2. Đây là những thí sinh trong diện F1, F2, thí sinh ở những địa bàn đã phải cách ly do dịch COVID-19 nên không thể dự thi đợt 1. Sáng 20 tháng 8, Sở Ngoại vụ tỉnh Lào Cai cho biết vừa nhận được thư liên hệ của Ban Ngoại vụ huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam Trung Quốc thông báo về việc phía Trung Quốc xả lũ trên sông Hồng. Theo đó, do ảnh hưởng của bão Hugo, lưu vực sông Hồng hứng chịu mưa lớn, mực nước dâng cao. Để đảm bảo an toàn phòng lũ, nhà máy thủy điện Mã Đổ Sơn Trung Quốc dự kiến xả lũ từ 9 giờ đến 17 giờ ngày 20 tháng 8, khi đó mực nước sông Hồng dâng cao hơn. Sở Ngoại vụ tỉnh Lào Cai đã gửi công điện hỏa tốc đến các cơ quan chức năng địa phương và thông báo cho người dân khu vực ven sông Hồng để biết chủ động biện pháp phòng tránh.